Dạ em xin chào tất cả quý bà con đến với kênh YouTube của Thành Thịnh Nông Cơ nha. Dạ rồi thì bây giờ em lên cho mọi người con máy số 17 nha, đến từ thương hiệu Cinewa, dòng Cinewa Shop, cái dòng 250 ha. Thì con này công suất nó cũng khá là ổn luôn con, bít tông khoảng 33-34 ly, máy Nhật nguyên zin nha, đã qua sử dụng nhưng còn rất là đẹp ha. Này bình xăng lớn trắng sáng ha, này bô lửa đồ nồng bọng rất là đẹp luôn con, chế riêng của nó luôn nha. Và đặc biệt con này là tôm nhôm luôn mà con ha, tôm nhôm luôn. Đây 250 ha. RM250S0015891 máy đinh xe băng nha. Hàng chuẩn Nhật nguyên zin 100% nha. Đây. Bình xăng lớn rất đẹp bà con ha. Đây, lắp cũng rất là đẹp nha. Bình xăng zin của hãng luôn nha. Trên bình xăng có chữ xe băng luôn ha. Ống cần là ống cần 24 ha. Và đặc biệt con này nó con hai tay cầm bà con ha. Thì bà con mình chỉ cần mang máy lên nè, cầm trên tay trước tay sau. Thì con này thích hợp cho bà con mình cắt trong những cái bụi lâm tùm mà vô cây gặm gạp mà nó không có chen cái tay lái được á, thì mình quơ rất là gọn nha, không bị vướng víu gì cả. Đây, Cinewa Shop ha. Professional ha. Trắng cỏ zin. Đây. Đầu bò zin của máy luôn ha, đầu bò chống dính cỏ luôn nè. Rất là đẹp nha bà con. Đầu bò nhìn sáng lắm, đây cái Cinewa trên đầu bò luôn ha. Nhựa còn nè, sắc lẻm mà không bị cỏ quấn nha. Đó. Đây. Thì cái dòng này nó nổ rất là giòn nha con, nổ giòn lắm, tiếng giòn rất là giòn giống bánh đa. Lắp còn rất là sáng ha. Con này chụp được trợ lực đó nha. Dây giật cũng còn trắng sáng ha. Rồi, con số 17 nha. Thì hiện tại em đang ra con máy số 17 này với giá mong muốn là 2,2 triệu ha. Thì dòng này giá nó hơi cao nha con, nhưng đổi lấy chất lượng ok nha. Tặng kèm mà con mình một cái dây mang bản to của Mitsuyama ha, 21 inox. Ổ cước Kyuta cải tiến 4 lăng. Lưỡi dao Makata 3 tấc 1,5 ly nha. Và một cái tiếp mở Buri nữa ha. Buri 17-19 nha. Cô Thái đang cầm ha. Đó. Thì bán máy này mua sửa cho cô Thái đó nha bà con. Bà con nào có quan tâm con máy này thì liên hệ em ha. 0858335778 nha. Rồi bây giờ em test nổ ha. Bà con mình theo dõi nha. Xích ra cho test máy cái Thái. Rồi. Thì khởi động thì bà con mình bật công tắc nhấn khởi công bật ha. Rồi đừng chỉnh ông ơi. Kéo e lên nha. Giật. Đẩy lại ha. Đứng ra ơi. Em. Tắt. Nhấn nút đỏ này tắt ha. Rất là nhạy nha. Ông chạy lại trước tiên luôn. Rồi nổ nha. Rồi. Rất là giòn nha bà con. Rồi, đừng có chỉnh nữa thợ ơi. Rồi bà con ha, máy rất là đẹp nha. Cinewa Shop, giờ mình nổ cực kỳ bốc, cực kỳ giòn ha. Đó, đang chỉnh sửa đó đó. Nè, con gái đây nè, con gái đây nè. Đây, cái chế riêng đó nè bà con. Để mở bà con xem chế riêng của Cinewa ha. Cái dòng này bà con mình cắt lòn lách trong những cái cây mà gặm gạp là ok lắm nha. Tại vì nó không có tay lái, nó cầm trực tiếp bằng cái càng. Đây, bình xăng zin của hãng ha. Có chữ xe băng luôn ha. Rồi, thì bà con mình có nhu cầu mà lắp cái tay cầm nhỏ đây thì em vẫn lắp cho bà con mình được nha. Muốn cầm bên đây một cái tay cầm nhỏ đó vẫn được. Dạ rồi thì bà con mình có quan tâm cái alo cho em ha. Dạ rồi em xin cảm ơn ha. Dạ em xin chào.